everybody. My name is Nguyễn Thị Sinh. I am a teacher of English at Kiều Cao Secondary School in Văn Giang District. I'm glad to meet you today. Xin chào các em. Cô là Nguyễn Thị Sinh. Cô đến từ trường cấp 2 Kiều Cao, huyện Văn Giang. Rất vui được gặp các em hôm nay. Hôm nay cô và các em cùng đồng hành với tiếng Anh 9 hệ 7 năm. Unit 8 Celebration Past Language Focus và một phần của Unit 9 Language Focus 1. Nội dung chính của bài học hôm nay chúng ta gồm có hai phần. Phần thứ nhất, relative clause, mệnh đề quan hệ. Phần thứ hai, adverb clause of construction, mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. Are you ready? Now, let's start. First, look at the picture. What is it about? Yes, it's about Tết Festival, which is the most important celebration in Vietnam. When does it occur? Right, it occurs in late January or early February. Với chủ đề về ngày Tết, cô có hai câu đơn như sau. Tết is a festival. Tết là một lễ hội. Tết occurs in late January or early February. Tết xuất hiện vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng 2. Các em hãy nối hai câu đơn với nhau thành một câu sao cho vẫn rõ nghĩa. Cô gợi ý từ festival ở câu thứ nhất là một danh từ. Tết ở đầu câu thứ hai có thể thay thế cho danh từ đó. Vậy câu thứ nhất ta sẽ chuyển thành câu như sau. Tết is a festival which occurs in late January or early February. Trong câu này, các em thấy ngay, a festival đó là danh từ chỉ vật. Ý tiếp theo, which occurs in late January or early February đó là một mệnh đề với chủ ngữ là which, bổ nghĩa cho từ a festival. Vậy người ta gọi mệnh đề đó là mệnh đề quan hệ, relative clause. Còn which ở đây đóng vai trò là đại từ quan hệ, chỉ vật làm chủ ngữ. Các em quan sát tiếp ví dụ thứ hai. It is a time for family members who live apart try to be together at Tết. Đó là lúc dành cho những thành viên trong gia đình, người mà sống xa quê, cố gắng đoàn tụ với nhau trong ngày Tết. Trong câu thứ hai, các em quan sát thấy từ family member, đây là một cụm danh từ chỉ người. Vậy mệnh đề đằng sau với chủ ngữ who đóng vai trò làm đại từ quan hệ và bổ nghĩa cho danh từ chỉ người đằng trước. Và đại từ who đóng vai trò là đại từ quan hệ chỉ người làm chủ ngữ. Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu biết thế nào là mệnh đề quan hệ. Vậy chúng ta sang phần định nghĩa. Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề phụ. Nó được bắt đầu bằng một trong các đại từ quan hệ who, whom, which, that, whose, hoặc trạng từ quan hệ where, when, why. Nó thường đứng ngay sau danh từ hoặc cụm danh từ mà nó bổ nghĩa. Với thời lượng bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu với các đại từ quan hệ làm chủ ngữ trong câu, đó là who, which and that. Chúng ta sang phần tiếp theo. Hai loại mệnh đề quan hệ, two types of relative clause. Các em quan sát lại ví dụ vừa rồi. Các em sẽ thấy a festival đó là một danh từ chung. Còn mệnh đề đằng sau, which occur in late January or early February, nó bổ nghĩa cho danh từ chung là khi bỏ mệnh đề này đi thì mệnh đề đằng trước chưa rõ nghĩa thì ta gọi đó là mệnh đề quan hệ xác định, defining relative clause. Trong mệnh đề quan hệ xác định, ta có thể sử dụng đại từ that thay thế cho từ which và who. Ta xét tiếp ví dụ thứ hai. Peter, who lives in England, will celebrate Tết holiday in Vietnam this year. Trong câu này, Peter đó là danh từ riêng xác định. Còn who live in England đó là
mệnh đề quan hệ không xác định, bởi vì Peter đó là danh từ riêng. Trong mệnh đề quan hệ không xác định, các em nhớ phải có dấu phẩy để ngăn cách giữa hai mệnh đề. Để hiểu kỹ phần này, các em hãy quan sát bảng sau. Vậy mệnh đề quan hệ xác định là mệnh đề cần thiết giải thích rõ cho danh từ, cụm danh từ đứng trước nó, danh từ chung. Nếu bỏ đi, nghĩa của câu sẽ không đầy đủ. Tiếp theo, nó có thể sử dụng đại từ quan hệ that thay thế cho who, which. Không dùng dấu phẩy ngăn cách giữa các mệnh đề. Còn mệnh đề quan hệ không xác định, dùng để cung cấp thêm thông tin cho danh từ, cụm danh từ đứng trước đó. Như danh từ riêng, cụ thể, chỉ vật duy nhất, danh từ có tính từ sở hữu hoặc đại từ chỉ định đứng trước nó có thể bỏ đi mà không ảnh hưởng đến nghĩa của câu. Thứ hai, mệnh đề quan hệ xác định không dùng đại từ that thay thế cho who và which. Thứ ba, phải dùng dấu phẩy để ngăn cách giữa các mệnh đề. Như vậy, các em đã nắm rõ đại từ quan hệ và trong mệnh đề quan hệ. Sau đây các em sang phần luyện tập. 3. Practice. First, you have a to-do exercise 1. You need 8 language focus 1. Join the sentences. Use relative clauses. Trong bài này các em sẽ phải có nhiệm vụ là làm từ câu A đến câu H. Mỗi câu các em sẽ nối hai câu đơn với nhau sử dụng mệnh đề quan hệ. Cô lấy câu A làm ví dụ. A. All sunshine is a song. All sunshine is sung on New Year Eve. All sunshine là một bài hát. All sunshine được hát vào đêm giao thừa. Vậy trong câu thứ nhất, danh từ cần giải thích đó là a song. Câu thứ hai, all sunshine có thể giải thích cho từ a song và thay thế cho nó. Vậy các em thấy a song nghĩa tiếng Việt là bài hát. Vậy ta dùng đại từ quan hệ nào? À đúng rồi, đó là đại từ quan hệ which. Vậy đáp án của chúng ta là all sunshine is a song, which is sung on New Year Eve. Tương tự như vậy, các em sẽ làm câu tiếp theo. This watch is a gift. The watch was given to me by my aunt on my 14th birthday. Trong câu thứ nhất, a gift, và câu thứ hai, the watch có thể thay thế cho nhau với từ a gift, đó là món quà. Vậy thì ta có thể thay đó là đại từ quan hệ which. Vậy the answer is right. This watch is a gift which was given to me by my aunt on my 14th birthday. Chiếc đồng hồ này là một món quà mà được dì tôi tặng vào ngày sinh nhật lần thứ 14. Next, see. My friend Tom can compose songs. Tom sings Western folk song very well. Trong câu này, các em hình dung ra ngay. Đó là my friend Tom và ở câu thứ nhất và Tom ở câu thứ hai có thể thay thế cho nhau. Vì Tom là danh từ chỉ người, ta nên dùng đại từ who. So the answer is my friend Tom, who sings Western folk song very well, can compose song. Các em lưu ý vì mệnh đề quan hệ phải bổ nghĩa cho ngay danh từ hoặc cụm danh từ đứng trước nó. Vậy các em lưu ý vị trí của mệnh đề quan hệ nhé. Và đây là mệnh đề quan hệ không xác định, cho nên các em phải ngăn cách bởi dấu phẩy với mệnh đề chính. Next. D. We often go to the Tall Cultural House. The Tall Cultural House always open on public holidays. Chúng tôi thường đi tới nhà văn hóa của thị xã. Nhà văn hóa của thị xã luôn luôn mở cửa vào những ngày lễ. Vậy các em dễ dàng nhận ra hai cụm từ ở hai câu. The Tall Cultural House đó là danh từ, cụm danh từ chỉ vật, cho nên đại từ quan hệ đó là which. So the answer is
We often go to the Tao Cultural House, which always open on public holidays. Những câu tiếp theo, các em sẽ làm tương tự và cô giao bài này về nhà. Go to the next exercise. Exercise 2, Unit 8, Language for Girls 2. Describe each of the people in the picture use relative clauses. Now, look at two pictures. My family and my aunt's family. Các em quan sát hai bức tranh và nhận ra thấy đây là đều là những hình ảnh của những người thân, phải không nào? Để miêu tả tranh, các em nên nhớ, nên miêu tả hình dáng, diện mạo hoặc hành động hoặc vị trí của những người trong tranh. Bây giờ cô lấy bức tranh 1 làm ví dụ. Giả sử cô muốn miêu tả cô bé Ninder, cô có những cách sau. Ninder is a little girl who is wearing a pink dress. Ninder là một cô bé, người mà đang mặc chiếc váy màu hồng. Or, Ninder is a little girl who is standing in front of her mom. Ninder là một cô bé, người mà đang đứng ở trước mẹ cô ấy. Or, Ninder is a little girl who is giving her mom a gift. Ninder là một cô bé, người mà đang tặng mẹ một món quà. Tương tự như vậy, các em miêu tả các thành viên khác trong tranh. Và bức tranh thứ hai, cô giao về nhà, các em viết vào vở. Now, next, exercise 3. Bài tập 3 này là các em sẽ nhìn vào Unit 9, Language Focus 1. Các em chú ý, Unit 9, Language Focus 1. Đây là bài số 9, phần Language Focus thứ nhất. Use your knowledge to answer the question. Use who, which, or that in your answer with the word given. Trong bài tập này, các em phải trả lời cho cô 8 câu hỏi để thể hiện sự hiểu biết của mình về Việt Nam và trên thế giới. Now, go to the first question. A. Which city in Japan was struck by a huge earthquake in 1995? Các em có hiểu câu hỏi này chưa? À, cô gợi ý. Từ struck, đó là quá khứ phân từ của từ strike. Strike, struck, struck. It means đánh, va, or tấn công. And the second word, earthquake. Earthquake, it means sự động đất, trận, địa chấn. Vậy, câu của chúng ta có thể hiểu như sau. Thành phố nào ở Nhật Bản bị tàn phá bởi một trận động đất lớn vào năm 1995? Có thể các em, có bạn đã biết và có thể chưa biết. Cô có một gợi ý sau. Mời các em xem đoạn video. 5 giờ 46 phút, ngày 17 tháng 1 năm 1995, trận động đất lớn 7,3 độ Richter chỉ diễn ra trong 20 giây nhưng đã khiến gần 6.500 người thiệt mạng. Bảo tàng động đất Hanshin Awaji ở thành phố Kobe mỗi năm đón khoảng 500.000 lượt khách trong nước và quốc tế. 5 tầng của bảo tàng chất đầy những ký ức kinh hoàng. Vậy, đó là thành phố nào nhỉ? À, đó là thành phố Kobe. So, the answer is the city which that was struck by a huge earthquake in 1995 in Japan, Kobe. Now, next question. B. Which country won the 1998 Tiger Cup? Đất nước nào đã giành được cúp Tiger năm 1998? Now, look at the picture. Yes, it's Singapore. So, the answer is the country which won the 1998 Tiger Cup is Singapore. C. Which animal has one or two horns on its snout?
Now, look at the picture. Yes, it's rhinoceros. So the answer is the animal, Greek, that has one or two horns on its snout is rhinoceros. Question D. Which explorer discovered America? Nhà thám hiểm nào đã phát hiện ra châu Mỹ? So you can look at the picture. Yes, it's Christopher Columbus. Các em quan sát, explorer trong trường hợp này đó là danh từ chỉ người. Vậy dùng nên dùng đại từ who or that? So the answer is the explorer who that discovered America is Christopher Columbus. Now, moving question E. Which planet is closest to the Earth? Now, you can see the picture. Right, it's Venus. So, the answer is the planet which is closest to the Earth is Venus. Moving next question. F. Which animal in Vietnam was chosen to be the logo of SEA Games 2003? Con vật nào ở Việt Nam được chọn là logo của SEA Games 2003? Look at the picture. Right is the buffalo. So the answer is the animal which was chosen to be the logo of SEA Games 2003 was the buffalo. Question G. Which Asian country is divided into two regions by the sea? Đất nước ASEAN nào được phân chia bởi thành hai miền bởi biển cả? Now you can see the picture. Yes, it's Malaysia. So the answer is the Asian country which is divided into two regions by the sea in Malaysia. And the last question. Which food you can chew but you cannot swallow and which one you can swallow but you cannot chew? Do you know chew? Chew, it means nhai. And swallow, it means nuốt. Now you can look at the picture. Right, it's chewing gum and water. So the answer is the food which you can chew but you cannot swallow is chewing gum and the food which you can swallow but you can't chew in water. Như vậy, với mệnh đề quan hệ, các em hãy nhớ cho cô như sau. Với đại từ who, that, trong mệnh đề quan hệ xác định, đó đóng vai trò là chỉ người, đóng vai trò làm chủ ngữ, thay thế cho người. Which, that, đó là đại từ quan hệ. Ở mệnh đề quan hệ xác định thay thế cho vật, đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Còn trong mệnh đề quan hệ không xác định, ta chỉ được dùng who thay cho người, which thay cho vật, không dùng that. Các em nhớ nhé. Trước khi sang phần nội dung tiếp theo, cô yêu cầu các em nối cho cô hai câu sau. Combine the following sentences. The first sentence is, the weather was bad, thời tiết xấu. The second, we had a picnic yesterday, chúng tôi đã có một chuyến đi dã ngoại ngày hôm qua. Dựa vào kiến thức các em đã học ở bài 7, các em hãy dùng một niên từ để nối hai câu với nhau thành một câu. Đó là câu sau. The weather was bad, but we had a picnic yesterday. Như vậy các em đã thấy liên từ but để nối hai mệnh đề có tính chất trái ngược nhau hoặc tương phản nhau. Vậy trong tiếng Anh
chúng ta còn có thể sử dụng từ nào khác để nối hai mệnh đề hoặc hai ý tương phản nhau không? Các em sang nội dung thứ hai của bài. Đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ, adverb clause of concession. Các em quan sát lại ví dụ trên. Ngoài từ niên từ bất, cô có thể sử dụng một niên từ khác, đó là although. Although có nghĩa là mặc dù. Chúng ta có câu như sau. Although the weather was bad, we had a picnic yesterday. Mặc dù thời tiết xấu, nhưng chúng tôi đã có một chuyến đi dã ngoại ngày hôm qua. Ngoài although ra, chúng ta còn có thể sử dụng một số niên từ khác, ví dụ though or even though. Các em quan sát với câu có sử dụng although, though, even though đứng đầu. Như câu trên thì ta gọi mệnh đề này là mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. Còn mệnh đề còn lại trong câu ta gọi là mệnh đề chính, main clause. Để phân biệt, các em chú ý, the weather was bad ở trong câu ta có thể gọi là sub clause, đó là mệnh đề phụ. Như phân tích ở trên, các em có thể rút ra công thức như sau. Although, though, even though, and subclause, comma, main clause. Lưu ý, khi mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ đứng đầu, thì các em hãy chú ý là kết thúc mệnh đề phụ, ta phải có dấu phẩy để ngăn cách giữa hai mệnh đề. Ngoài ra, chúng ta còn có cách diễn đạt khác là tôi có thể chuyển mệnh đề chính lên trước mệnh đề chỉ trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. Vậy chúng ta sẽ có công thức thứ hai. Main clause as although, though, even though as subclause. Trước khi vào phần bài tập thì các em lưu ý cho cô như sau. Mệnh đề phụ dùng để đưa ra một hoàn cảnh hay một sự việc nào đó. Còn mệnh đề chính để diễn tả một hành động khác có tính tương phản với mệnh đề phụ và có gây yếu tố bất ngờ cho người nghe. Sau đây, mời các em sang làm bài tập số 4. Exercise 4, Unit 8, Language Focus 3, page 71-72. Join the sentences, use the words in brackets. Nối hai câu với nhau, sử dụng từ ở trong hoặc đơn. Câu thứ nhất, A. Thu Hà is not satisfied with her preparation for Tết. Thu Hà has decorated her house and made plenty of cakes, even though. Thu Hà không hài lòng với cô ấy cho sự chuẩn bị trong ngày Tết. Thu Hà đã trang trí nhà cửa và làm nhiều bánh. Như vậy, khi làm bài tập này, các em nên lưu ý phải tìm ra đó mệnh đề nào là mệnh đề chính và mệnh đề nào là mệnh đề phụ để chúng ta sử dụng even though đứng trước mệnh đề phụ. À, các em hãy quan sát thì các em thấy là việc Thu Hà không hài lòng với việc sự chuẩn bị của cô ấy đó là một cái yếu tố gây bất ngờ vì cô ấy đã chuẩn bị, đã trang trí nhà cửa và làm rất nhiều bánh. Vậy even though sẽ đứng trước mệnh đề thứ hai. Vậy đáp án của chúng ta như sau. Thu Hà is not satisfied with her preparation for Tết, even though she had decorated her house and made plenty of cakes. Tương tự như vậy, các em sẽ làm câu thứ hai. B. We don't have a Mother's Day in Vietnam. Dad and I have a special gift and party for my mom every year on the 8th of March. Although. Chúng tôi không có ngày của mẹ ở Việt Nam. Bố và tôi đã chuẩn bị những món quà và những bữa tiệc cho mẹ tôi hàng năm vào ngày 8 tháng 3. Vậy trong câu này, các em sẽ thấy ngay là cái việc bố và tôi chuẩn bị những món quà và những bữa tiệc cho mẹ mình đó là một
hành động gây bất ngờ. Vậy ôn dâu ta lên để được trước mệnh đề đầu tiên. Vậy đáp án như sau. Although we don't have a Mother's Day in Vietnam, Dad and I have a special gift and party for my mom every year on the 8th of March. Chúng ta làm câu tiếp theo. C. We went to Hanoi to watch the parade on National Day last year. We live in Lam Định, even though. Chúng tôi đã đi tới Hà Nội để xem một cuộc diễu hành vào Tết Độc Lập năm ngoái. Chúng tôi sống ở Lam Định. Vậy các em nhìn ra ngay, đó là cái việc đi tới Hà Nội xem cuộc diễu hành, đó là một yếu tố thế gây bất ngờ. Vậy mệnh đề chính là mệnh đề thứ nhất, và mệnh đề phụ chính là mệnh đề thứ hai. Vậy đáp án của chúng ta như sau. We went to Hanoi to watch the parade on National Day last year, even though we live in Nam Định. Vậy còn những câu còn lại, cô giao các em về nhà hoàn thành nốt. Chúng ta còn một bài tập nữa. Mời các em làm nốt bài tập này. Exercise 5, Unit 8, Language Focus 4, page 72 and 73. Look at the picture, complete the sentences, use the correct tense of the verb and the information. Hãy nhìn tranh, hoàn thành câu, sử dụng thì đúng của động từ và những thông tin đã cho nhé. Now, look at the picture. Oh, how many pictures are there? Yes, there are 5 pictures. Chúng ta có 5 bức tranh, và dưới 5 bức tranh là những từ gợi ý. Các em có nhiệm vụ là quan sát tranh và sử dụng từ gợi ý để hoàn thành 5 câu trong sách ở trang 73. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em 3 bức tranh đầu tiên. A. Although Miss Thoa was tired. Với câu này thì các em quan sát sẽ sử dụng từ gợi ý ở bức tranh A để hoàn thành câu. Để làm bài tập này, các em lưu ý phải thêm chủ ngữ nếu chưa có. Thứ hai là phải chia động từ làm sao cho đúng thì. Thứ ba là thêm một số tiểu từ như tính từ sở hữu, mạo từ hoặc giới từ để câu hoàn chỉnh theo chuẩn tiếng Anh nhé. Và câu thứ nhất sẽ là như sau. Các em quan sát, Miss Thoa was tired. Động từ to be ở đây là was, đã dùng quá khứ rồi. Vậy từ have ở câu A các em cũng nên sử dụng thì quá khứ. Và câu của chúng ta như sau. Although Miss Thoa was tired, she helped Tuấn with his homework. Mặc dù cô Thoa mệt, cô ấy đã giúp Tuấn làm bài tập về nhà của cậu ấy. Tương tự như vậy, các em sẽ hoàn thành bức tranh B. B. Even though Ni has an exam tomorrow. Mặc dù Ni có một bài thi vào ngày mai. Quan sát bức tranh B, các em thấy có từ watch và TV. Vậy và cái hành động là cô ấy vẫn xem TV. Và động từ has ở trong câu B. Vậy thì câu này, ở mệnh đề này các em nên cũng sử dụng ở thì hiện tại thôi nhé. Và câu của cô như sau. She is still watching TV now. Cô ấy vẫn còn xem TV bây giờ đấy. C. It rained yesterday, although. Quan sát câu C, các em xem từ gợi ý. Weather Bureau predict fine weather. Vậy thì các em chú ý từ Weather Bureau ở đây có nghĩa là cơ quan dự báo thời tiết. Predict là dự đoán, các em đã được học rồi. Vậy với câu C này ta sẽ thêm chủ ngữ là the Weather Bureau, và predict ta lên sử dụng ở quá khứ vì câu trước mệnh đề chính là it rained, động từ cũng để ở quá khứ. Vậy chúng ta sẽ hoàn thành câu như sau. It rained yesterday, although the Weather Bureau predicted the weather would be fine. Or
the Weather Bureau predicted it would be fine weather. Vậy bài học ngày hôm nay chúng ta cần phải nhớ đó là có mệnh đề quan hệ và mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. Trong mệnh đề quan hệ, các em nhớ định nghĩa của mệnh đề quan hệ, đó là một mệnh đề phụ bổ nghĩa cho danh từ hoặc cụm từ đứng trước nó. Và mệnh đề này thường bắt đầu bằng các đại từ quan hệ. Trong bài hôm nay các em luyện tập đó là ba đại từ quan hệ: who, which, that. Và trong mệnh đề quan hệ gồm có hai loại, đó là xác định và không xác định. Còn trong mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ thì các em luôn nhớ cho cô bắt đầu bằng các từ although, though và even though. Bài tập về nhà. Hoàn thành nốt phần language focus 1-3 của unit 8. Miêu tả người trong bức tranh ở phần language focus 2. Và chuẩn bị bài tiếp theo, unit 9. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Thank you for watching and goodbye.